mình cô đơn đành thôi quay bước, thầm cầu mong anh được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ em đang mong chờ, vẫn mong anh về đây chung với em đêm nay. Tình yêu kia mãi luôn mang theo. Hai các bạn, hôm nay thứ bảy các bạn, thứ bảy ngày 6 thì Thọ qua sân vận động để cập nhật tình hình làm đẹp sân tiếp theo nha. Thì hôm nay là một cái ngày quan trọng các bạn, là hoàn thành chuẩn sân vận động luôn các bạn nhé. Đang sơn nè các bạn, đấy, đấy mọi người sơn và trồng tụ khung thành vào, kẻ đường biên nha, sơn đường biên, đấy, cực kỳ đẹp luôn các bạn nha. Quá đẹp luôn. Đây cái trụ góc của sân này các bạn. Từ cái đường biên sân, biên dọc các bạn nhé, đến đến ra tới chỗ thoát nước cũng dài cũng khoảng 3 mét các bạn nha, tầm 3 mét. Chiều ngày mai là đá dự hữu với Khánh Hòa FC, cho nên là những cái công việc của ngày hôm nay sẽ được làm như là hoàn thiện sân nha các bạn. Đấy, bạn có thể thấy đó là đang sơn kẽ sân, rồi bắt khung thành vào, bắt lưới vào, sân sẽ lên rất là đẹp. Rồi, ok các bạn. Thì các bạn đang xem đó là khung thành sẽ được sơn, đang được sơn, và chiều hôm nay sẽ được trồng vào trong sân vận động Quy Nhơn các bạn. Bên kia thì cái khung thành cũng sơn gần xong rồi, bên đây thì anh Hùng anh chà lại để mà sơn công đoạn sơn này tí xíu là xong thôi các bạn nhé. Trong buổi sáng hôm nay là xong thôi, chiều trồng vào luôn. Đó các bạn, mới sơn một tí thôi, máy nó mới chạy một tí thôi, bây giờ là sơn nó khô này, nó rõ, rất là rõ nha, rất là đẹp. Đó cái đường này, bây giờ nó đang khô nha các bạn, đang khô thôi chứ chưa khô hẳn. Khô hẳn nó sẽ tránh như cái đường ở ngoài đường quốc lộ đó các bạn nha, tránh chặt luôn á. Đó, bây giờ nó tránh rồi, ok, rất đẹp. Tình hình đó các bạn, ngày mai thì đá giao hữu với Khánh Hòa thì theo chỉ đạo do dịch các bạn, cho nên là sẽ là đóng cửa đá, không có được khán giả, không được vào sân. Đó, mình thông báo cho các bạn biết và cái video này thì các bạn mình cũng không cần phải đến sân để mà theo dõi trận đấu, mình không vào được sân cho nên là mình cũng đoạn này là đang kẻ đường biên giữa sân nè các bạn. Đấy, đây là đang kẻ vòng tròn nè các bạn, vòng tròn giữa sân. Mình đi mình quay cho các bạn xem. Đấy, lấy một cái dây cắm ở trung tâm sân thì mình sẽ kéo được vòng tròn giữa sân nha các bạn.
Đấy. Nó thiệt hay chưa? Mất nó hô bao nhiêu, nó đưa bao nhiêu. Mấy này nó trả giá cho tà luôn. Mấy cây sọt thôi. Có khả năng chơi đó luôn, chơi nãy luôn. Hả? Hả? Đây là cái xe kia xăng này bạn nhé. Làm dấu cái điểm giao bóng à. Làm dấu cái điểm giao bóng này giữa sân. Ok. Rồi các bạn có thể nhận ra nếu mà cái chữ sân động Quy Nhơn không màu đỏ lên dưới mây trời thì nó sẽ không có nổi chữ, cho nên bây giờ là bên sân đã bố trí thêm cái miếng nền phía sau màu trắng để cho nổi bật cái sân vận động Quy Nhơn lên. Đấy. Chứ chúng ta nhìn ở phía bên khán đài bên kia nhìn qua thì nó sẽ chói với cái màu ngói đỏ của chùa Long Khánh, cho nên nó không có nổi bật. Bây giờ thì sẽ có một cái nền màu trắng cho nó nổi bật hơn. Bây giờ khung thành đó các bạn, khung thành là được lắp đặt vô và dỡ đi dễ dàng để cho mà khi mà mấy cái cỏ có thể là cắt đều sân các bạn nhé. Nếu mà khung thành mà trồng cố định luôn thì sẽ là khó khăn cho việc cắt cỏ. Một vòng xong nhìn thì sáng đôi anh các bạn. Đó. Đã được chế
bịch vôi đầy đủ xăng nha các bạn, đầy đủ luôn, nhìn từ kháng đe bạn. Ở tại kháng đe này bạn cũng được bắt mấy cái bàn ngồi cho lãnh đạo, bàn làm bàn inox nha các bạn, những bàn rồi sau đó là bắt ghế vào, ghế thì được biết là ghế da cao cấp. Rồi đây là bên phía ngoài của sân nha các bạn, sẽ là sơn màu xanh luôn bạn. Bạn thấy là đang sơn màu xanh rồi, viền kẽ là màu da cam. Đấy, những cái hoa văn là màu da cam, họa tiết, rồi nền là màu xanh. Đó, hình như là bên kia là bắt một cái bảng hình của câu lạc bộ nha các bạn, mới luôn, mới chụp bữa vừa rồi. Còn cái hình kia là hình cũ của năm vừa rồi. Đấy. Cái công đoạn này được tiết lộ thì khoảng 2-3 ngày nữa là xong thôi. Đó, 2-3 ngày nữa thì họ sẽ cập nhật full sân cho mọi người xem. Còn đây là cái khu vực phía ngoài cổng của sân vận động, đường hướng đường ngã tư đường Lê Hồng Phong với Tăng Bật Hổ, cũng được làm một cái bảng thi đấu nha các bạn. Đấy, ngày giờ rồi từ vòng 3, vòng 4. Đó, đầy đủ nha các bạn. Đây là thi đấu luôn, giờ gặp câu lạc bộ nào cũng được làm rõ trên này luôn. Rồi có tấm hình mới nhất của câu lạc bộ vừa chụp tuần vừa rồi. Đó, ngày 14 tháng 3 thì sẽ là trận vòng 3 đấu bù, còn anh Gia Lai gặp Cốc bên đây Bình Định. Rồi các bạn đón xem nhé. Rồi trận đầu tiên trên sân Quy Nhơn sẽ là ngày 19 tháng 3 thứ 6 17 giờ, Cốc bên đây Bình Định gặp SHB Đà Nẵng. Rồi mời các bạn theo dõi đón xem nhé.